cây nổ đồng tiền, theo cách gọi của dân gian là cây phèn đen hay cây nổ, có tên khoa học là to spoiler, thuộc họ thầu dầu, L4BA-SAE. Cây nổ đồng tiền thường mọc thành bụi, có cành mỏng, màu đen, dài khoảng 10-20 cm. Lá của nó có hình trái xoan hay hình trứng ngược, nhọn hay tu ở mặt dưới. ở Việt Nam chúng mọc ở các vùng miền khác nhau. cây hay mọc ở những nơi ven rừng, ở bờ bụi ven đường. Nhiều nơi người ta còn trồng loại cây này để làm hàng rào. chúng cho hoa vào tháng 8 và kết trái vào tháng 10 hàng năm. Hầu hết các bộ phận của cây nổ đồng tiền đều có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Vỏ thân cây thường dùng để chữa liên đầu, tiểu tiện khó khăn, có mủ, vị của nó chát và hơi khó uống. Lá cây nổ đồng tiền còn có tác dụng chữa rắn cắn rất tốt. Bạn nên dùng 20 đến 40 gram vỏ cây sắc thuốc mà uống. Còn lá thì có thể nhai trực tiếp nút nước, còn bã bạn hãy đắp chúng lên vết rắn cắn. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lá tán bột, hoặc bạn cũng có thể sắc đặc lại để rửa các vết thương lở loét. Công dụng và cách dùng cây nổ đồng tiền để chữa bệnh. Cây nổ đồng tiền tuy là một cây thuốc mọc hoang, nhưng nó lại có công dụng rất tốt trong việc chữa các loại bệnh sau. Chữa lị, bạn dùng dễ cây nổ đồng tiền khoảng 20g, sao vàng lên rồi hạ thổ, cùng với 20g vỏ quả lựu cũng sao vàng lên. Sau đó cho cả hai vào sắc lấy thuốc uống dùng trong 3 đến 7 ngày, mỗi ngày nên dùng hai lần là tốt nhất. Ngã và đập sưng đau, bạn hãy lấy tầm 30g cây nổ đồng tiền, giã nát chúng rồi đắp vào chỗ bị thương trong vòng 30 phút, cứ làm như thế trong 3 ngày thì vết đau của bạn sẽ giảm đi rõ rệt chữa mụn nhọt mới phát, bạn nên lấy lá cây nổ đồng tiền tươi, củ chuối tiêu, giã nát đắp chỗ đau, ngày một lần. Chữa đại tiện phân lòng do nhiệt, bạn lấy khoảng 40 g ngọn cây nổ đồng tiền cùng 40 g đậu đen sao vàng. Bạn cho cả hỗn hợp đó vào nồi đổ 800 ml nước đun sôi kỹ còn 200 ml, chia 3 lần uống trong ngày, uống liền 3 đến 5 ngày. Chảy máu nướu răng, hãy lấy lá của cây nổ đồng tiền, rửa sạch, ngậm từ 7 tới 15 phút, ngày 2 lần sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, ngậm liên tục 5 đến 7 ngày. Hỗ trợ chữa trị giai đoạn 1, bạn hãy lấy một nắm lá cây nổ đồng tiền, một nắm lá cây bách diệp và năm lá huyết dụ. Bạn hãy đem chúng rửa sạch rồi thái nhỏ, sao vàng hạ thổ. Sau đó, bạn tiếp tục cho vào ấm vào, đổ 800ml nước, sắc đặc còn 200ml nước. Bạn nên uống ngày 150ml, còn lại đổ thêm nước đun kỹ dùng để giữ ngâm trĩ ngày 1 đến 2 lần. Nên dùng liệu trình từ 5 đến 10 ngày,